Rồi, thật chào luôn nha Nam. Nói chung cái xe này thấy cũng có review rồi, cũng nói rất là nhiều ở bên cái video khoảng 3-4 ngày trước gì rồi nha Nam. Nhưng mà hôm nay kêu con sang trường đó, nó chạy lại đây. Nó chạy lại đây thì qua quá trình ngắm nghía nó thì thấy hê quá, thành ra quay nữa chơi. Anh em coi nó đẹp mà anh em. Đã không anh em? Công nhận vàng xi nữa nè. Tới giờ mà nó dần cháy anh em ha. Năm chín mấy tới giờ. Chỉ yên đai liêm còn rồi nè. Chìa khóa nó phải hát nè. Hai dấu cộng. Chìa khóa đã liêm nè. Hai dấu cộng. Giờ muốn vỗ mà nhái cái này thì không ai rảnh đâu nha anh em. Thợ người ta làm, cái chung chung cái số lượng nhiều chứ không ai mà đi chiết khấu ra mấy cái đồ mà trong 1.000 chiếc còn có chiếc cho đâu nha anh em. Hai dấu cộng nè. Cái bẩn nó cũng ghê, cái bẩn với cặp chìa khóa ghê thiệt. Cái bẩn nó đẹp như bẩn mà mới mà mua gắn vô nè. Thì nói nhiều rồi, quay sơ lược cho tầm khoảng 2-3 phút vậy thôi. Bô đi chạy kiếm nha. Cái bô nó thằng sang, nó nói bộ lô anh phép. Tới đầu cái thằng này nó làm xe gì mà nó dòm cái bô này mà nó cái bô lô bó tay cái bô thiệt á. Em nhiều khi cũng hết hồn á nhá. Không biết ông này đó, ông có gắn cái bô đam để cho nó ổng xài cho nó nổ rồi đâu, thời gian sau ổng mới gắn cái bô này vô, chứ nhìn nó đẹp đẹp khiếp đảm đại dương luôn á anh em. Có ngày lục mấy xe này quay không, có nhiều anh em kêu quay MX King hẹt gọi là mấy cái mô tô gì tùm lum chân mà không quay đâu, quay mấy cái dòng này không, cái máy nó nổ đó. Rồi ok, phép đi 3 phút vậy thôi. Giá cũng như cũ 26 triệu ha. Anh em quan tâm ủng hộ phép cảm ơn. Số điện thoại của thằng Sang trường có gì liên hệ nó dùm phép nha nè. Rồi phép xin chào nè.